Xin chào bạn nhé, sau đây mình sẽ nhận món cà rau táo hình quay kém nhé. Đây là mình đã tạo được một cái hộp bỏ một cốc, sau đây mình sẽ sớm lên để mình trang trí đẹp hơn. Nên sơn màu gì nhỉ? Mình sẽ sơn màu tím. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.